Xin chào các bạn nhé, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái dự án chúng ta sẽ hóng Red Tail Tip ở trên mạng Zola. Đấy, thì cái dự án này thì yêu cầu chúng ta sẽ phải làm một số nhiệm vụ như sau. Anh sẽ hướng dẫn cho các bạn cái tham gia nhiệm vụ để chúng ta hóng Red Tail Tip sau này cũng như là IROP sau này mọi người nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải add một cái mạng ở trên Zola vào trong cái ví MetaMask của mình. Nếu bạn nào mà chưa có ví MetaMask thì các bạn tải về một cái ví như thế này. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ add login vào trong. Đấy, chúng ta sẽ add cái mạng Zola này vào nhé. Ủa sao vậy? Không add được à? Đây, nó hiện ra đây rồi này. App Pro nhé, chuyển sang mạng Zola luôn. Rồi. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ bridge nha. Chúng ta sẽ chuyển một ít ETH ở cái mạng chính sang mạng Zola để chúng ta claim NFT nhé. Cái ở bên này thì thấy nó yêu cầu chúng ta sẽ phải bật hay bật fake IP. Đấy, chứ không là không thấy vào được. Chấm Zola với chấm IO các thứ là nó bị chặn đấy. Các bạn chờ một ít nhé. Đây thì chúng vào đây thì chúng ta sẽ connect đến ví MetaMask của mình nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một ít ví ở bên mạng Ethereum nhé. Ở đây ví dụ ad có 0,01 Ethereum, khoảng 22 đô, thì các bạn chuyển vào khoảng 0,002 hoặc là 3 rồi đấy thôi nhé. Mình cứ cho là 2 đi, 2 đi, 25 nhé. Cho nó khỏi biết đâu nó lại. Ủa, connect rồi mà. Sao vậy? Connect này, connect này. Bridge. Đấy, chúng ta thấy là cái phần phí này thì chúng ta để cái phần market thôi nhé. Nó khoảng 7 đô rồi đấy. Nói chung là chúng ta phải chấp nhận đấy mọi người ạ. Phải chấp nhận phí đấy. Để add xem là cái phí cho mọi người là bao nhiêu nhé. Đây nó chưa hoàn thành này. Các bạn phải chờ một ít thì nó mới hoàn thành nhé. Thì tại vì là cái phí mình để market thì nó hơi ấy, hơi bình thường, vì thế cho nên là nó sẽ dêm khá là lâu. Rồi rồi, ok, chúng ta sẽ nó đây. View xem là mất bao nhiêu phí. Chúng ta sẽ mất khoảng 4,74 phí đấy, mà không phải phí đâu, mất khoảng 1,34 thôi mọi người nhé. Nó ghi là 7 đô nhưng mà phí mình thấy là mất khá là ít này. Đấy. Ở trên thì thấy nó ghi là 7,8 đô gì đấy, nhưng mà thấy nó trừ có 1,34 thôi. Còn mình chuyển là 4,74 đô. Sau đấy thì mọi người sẽ vào đây để chúng ta min nhé. Khi mà chuyển hết rồi thì chúng ta vào đây. Và chúng ta connect đến ví MetaMask của mình và min NFT nhé. NFT này được đang có giá là khoảng 7. Đây các bạn chờ một ít thì nó ra thôi. Đấy, chúng ta ấn vào min nhé. Đây giá 0,0007777 ETH. Chain Network. Chúng ta đổi sang cái này Zola nhé. Ấn vào min nhé. Đấy, coi như là chúng ta sẽ mất một ít phí. Thì chúng ta sẽ ấn vào cái phần này, nó mất khoảng 0,6 thôi. Phí bên này thì thấy nó rẻ hơn ít đấy. Zola thì trước đây nó có một cái dự án, nó có một cái thấy có một cái thông báo là nó cũng đã huy động được Riser được khoảng vài million đó mọi người ạ. Đấy thì mình sẽ cùng nhau hóng cái dự án này nhé.
Link thì mình sẽ để ở bên dưới video phần mô tả và phần hiển thị thêm cho các bạn tham gia dự án này. Nếu mà có vấn đề gì update thì mình sẽ đăng lên kênh sau cho các bạn cùng update nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn để đăng ký kênh like cũng như là chia sẻ ủng hộ mình nhé.